thầy cúng trộm dây chuyền 1,4 lượng vàng trên cổ tượng. Thầy cúng Lê Đại Vũ thực hiện hành vi trộm dây chuyền vàng tại miếu Bà Chúa Xứ ở Cà Mau vừa bị cơ quan công an tạm giữ. Ngày 4 tháng 6, công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đang tạm giữ hình sự Lê Đại Vũ, 34 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Nghi phạm Vũ thực hiện hành vi trộm vàng tại miếu Bà Chúa Xứ Vàm Sông Ông Đốc ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Ngày 2 tháng 6, trước lúc chuẩn bị lễ cúng bái, ông Lý Hiệp Tài, quản lý miếu phát hiện trên tượng Bà Chúa Xứ bị mất sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 1,4 lượng, trị giá khoảng 50 triệu đồng. Đây là vàng do người dân đem đến cúng tại miếu Bà Chúa Xứ. Ông Tài trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Vũ là nghi phạm thực hiện vụ trộm vàng nói trên. Công an đã đưa nghi phạm Vũ và tang vật về trụ sở. Được biết, Vũ là thầy cúng thường được thuê thực hiện các nghi thức lễ tại miếu Bà Chúa Xứ.